Miệt thứ chuyên tình. Những hình ảnh mọi người đang xem được ghi nhận tại huyện U Minh Thượng trong quá trình tiếp nhận người dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong những ngày qua. Theo thông tin cập nhật từ cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng, thì từ 6 giờ ngày 3 tháng 10 đến 6 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2021, tổng số người tiếp nhận tại huyện U Minh Thượng là 1.571 người, lũy kế 2 ngày, ngày 3 và ngày 4 là 1.842 người. Trong đó, tại chốt công an huyện U Minh Thượng đã tiếp nhận 1.242 người, tại chốt bến phà Thầy Quân đã tiếp nhận 600 người. Và từ ngày 2 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 10, huyện U Minh Thượng đã đón tiếp nhận 370 người dân đi làm xa ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai trở về địa phương. Sau khi sàng lọc test nhanh COVID-19, người dân đã được đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Và trong quá trình tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 đã phát hiện 3 trường hợp dương tính. Theo Thượng tá Trầm Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an huyện U Minh Thượng phụ trách đơn vị cho biết, Công an huyện đã cử lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng quân sự, ngành y tế, lao động đến địa bàn huyện Tân Hiệp, địa bàn huyện Gò Quao, giáp ranh với tỉnh Hậu Giang làm việc xuyên đêm để đón dẫn đường cho người dân từ các tỉnh thành phố trở về địa phương. Người dân tỉnh thành về, ngoài di chuyển trên xe ô tô thì phần đông di chuyển bằng xe gắn máy, nên khi có lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường đã giúp cho người dân di chuyển dễ dàng hơn, tránh ùn tắc trong quá trình trở về địa phương. Bên cạnh đó, các lực lượng còn hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, bánh mì, sữa để bà con dùng trong quá trình di chuyển về địa bàn. Và khi người dân trở về địa phương, lực lượng chức năng huyện đã test nhanh sàng lọc COVID-19 tại điểm tiếp nhận. Nếu âm tính thì hướng dẫn cách ly tại nhà, nếu dương tính hoặc nghi ngờ thì đưa vào khu cách ly tập trung. Đồng thời thông báo cho Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tại các xã lên rước người dân về cách ly. Người dân được cách ly tại nhà 14 ngày đối với người về từ các địa phương trên, đồng thời cho ký cam kết tất cả thành viên trong gia đình cùng đồng ý cách ly. Tổ COVID-19 cộng đồng, tổ giám sát COVID-19 quản lý chặt chẽ việc chấp hành cách ly tại nhà. Ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và test nhanh trong các trường hợp cách ly. Trạm y tế lưu động ở các xã hỗ trợ hậu cần, chăm sóc y tế cho người dân trong quá trình cách ly tại nhà. Huyện tiếp tục tuyên truyền cho người dân về quê, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Và Miệt Thứ xin chúc cho tất cả bà con U Minh Thượng có thật nhiều sức khỏe. Những gia đình có người về từ vùng dịch COVID-19 xin hãy ở yên tại nhà, không được tiếp xúc với những gia đình khác. Và tất cả chúng ta sẽ cùng vững tin chiến thắng đại dịch COVID-19.